Ủy ban Nhân dân phường Tân Chính tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2020. Năm 2020, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh và thiên tai, bão lũ, nhưng phường Tân Chính đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Nổi bật là công tác thu ngân sách. Phường đã tập trung thu thuế ngoài quốc doanh, thuế xây dựng tư nhân, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và các loại quỹ ngay từ đầu năm, nên đã thu ngân sách được hơn 7,7 tỷ đồng, đạt 90% chỉ tiêu giao. Năm 2021, phường Tân Chính chọn chủ đề năm tiếp tục đẩy mạnh trật tự xã hội, mỹ quan đô thị và chú trọng an sinh xã hội. Với quyết tâm thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế xã hội, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm quận giao, phấn đấu thu ngân sách vượt 5% chỉ tiêu trở lên, phấn đấu giảm 40 hộ nghèo theo chuẩn mới của thành phố, thoát 100% hộ nghèo chuẩn trung ương, không để tình trạng tái nghèo.